Em là xin mến chào anh chị cô chú quay trở lại kênh Viết Phú nha. Lâu nay em cũng lên ít video về cũng khá bận rộn với công việc rồi cuộc sống con cái ở bên này. Thì cũng khá là bận nên em ít đi quay video. Thôi để đi quay thì em cũng đi em cũng thấy giỏi em đi nhưng mà tranh thủ lấy hàng xong về em có thời gian để quay video lắm thì biết là như thế thì không có sự thu hút trên kênh. Nhưng mà cũng thôi thì tranh thủ hàng về mà giao cho khách thì hàng khách thì khách Việt khách mua bên Nhật cũng có thành ra là đa số là cái hàng về thì hết rồi nhưng mà hôm nay thì em tiện em quay video đăng lên cho anh chị cô chú xem tham khảo các cái mẫu hàng các thiết bị ở nhà tắm vệ sinh em vẫn gửi về đều cho các anh chị cô chú Việt Nam. Đầu tiên là có cái quạt 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 sắt có mấy anh em Việt Nam mua cái của Nguyên Hộp à Mitsubishi thì em cũng có gửi về hàng hóa thì quý vị thấy hơi bừa bộn tí hộp thùng rất rất nhiều anh em gửi đồ về Việt Nam cũng gửi qua em á em cũng có gửi làm dịch vụ gửi đồ Nhật Việt này nên là quý vị anh chị cô chú có mua hàng bên nào hoặc là có nhờ ai gửi gì về thì cũng có thể liên hệ gửi cước bên em thử xem thế nào 160.000 một cân đó. Thì các nơi khác thì cũng có rẻ hơn cũng có mà cao hơn cũng có tuy nhiên em làm quen rồi với giá này thì em thấy ở đây em thu quanh quanh đây em không phải mất cước gửi đến đỡ được một lần 300 bạc rồi nên là anh em cũng gửi qua em khá là đều ví dụ gửi đi chỗ khác kiểu rẻ hơn được 5.000 3.000 nhưng mà lại mất mất vài 300.000 tiền cước thì cũng không ăn thua hay là gửi qua em đây cho nó nhanh thì nhân tiện em vào video luôn thì trước mặt anh chị cô chú là mấy cái set nhà tắm vệ sinh quý vị có thể thấy trong video thì nó rất là long lanh luôn hàng thì hàng qua sử dụng tháo từ nhà dân nhé quý vị anh chị cô chú nhé không phải là hàng mới nhưng mà về ngoại hình thì đánh giá là khoảng tầm 90% là đạt 90% ví dụ như cái bãi bộ inox này này bãi bộ giấy đen giấy nâu này với giấy sắt này thì nó sẽ đắt hơn những cái loại giấy trắng đó, quý vị nhé giấy thì em nhiều ví dụ cái đầu nối thì nó là giống nhau ấy thành ra là quý vị chọn cái nào nó cũng ok hết đó à, cái ví dụ em đi mua dây này, thì loại dây mà màu gray màu màu, màu bạc này lông chuột à thì nó sẽ đắt hơn cái dây màu trắng kia rồi dây màu gray và sắt này thì nó sẽ đắt hơn các cái vòi sen cũng thế cái loại mà bản to như thế này bát to này mặt sen to này đấy, thì nó sẽ đắt hơn loại bát sen nhỏ này bát sen có nút thì nó sẽ cũng đắt hơn cái nút bát sen thường trong giỏ thì em vẫn còn mấy cái vậy quý vị thấy đó đó em vẫn để trong ạ thì em vào việc luôn giá của cái ví dụ cái lavabo và của cái bồn rửa tay này thì nó rẻ này. Cũng là Toto còn rất là đẹp nữa quý vị nhé lòng này nhé cái này thì em bán gọi là 800.000 lấy khách rồi 800.000 về Việt Nam Toto và Toto quý vị thấy khá là đẹp long lanh nhé và cái giấy và cái giáp mịn nó anh lên thì nó bóng loãng luôn cái bát hai chiều mà cái này cũng hai chiều nóng lạnh đỏ xanh này. Tất cả bên này thì là hai chiều nóng lạnh hết á 99,9% là hai chiều nóng lạnh những cái thời loại thời xưa thì nó không có bây giờ không có ở đây thì không ai mua không thể dùng được cái bên này mùa đông nó rất là rét mà kể mùa hè cũng không thể tắm tắm được cái nước bình thường vì nước bên này là nước ngầm chảy dưới lòng đất khi nào nó cũng rất là rét chứ không phải là ta là bơm lên trên tẹt á rồi xong khi nào tắm thì xả xuống thì nó nhiệt độ của thông thường ngoài ngoài trời nó đã ấm hơn rồi còn cái này thì nó là đi dưới nước dưới đất ngầm nên là nó rất là rét mùa đông cũng như mùa hè là phải tắm nóng lạnh hết ít người mà chơi mùa này mà tắm không bật nước nóng lắm không tắm được đâu nên có cái dây rửa thì nó lôi dài ra này bát rửa rất là to có hai chiều có nút bấm này bấm này thì có thể là chọn được cái nước ra là dòng hoặc là nước ra là tia này. Đó đấy, bát ra cái cục rất là to xoay điện này quý vị nhé nóng lạnh luôn nhé à. À này thì của KVK cái này thì cũng hơn triệu thôi nó rất là long lanh như là gần như là hàng gọi Việt Nam mình hay dùng từ hàng lướt nhưng mà thực ra nó không phải là lướt gì đâu bên này thì người Nhật người ta dùng người ta rất là giữ gìn
kể cả các cái hàng cũ quý vị theo dõi đã có đam mê hàng Nhật thì quý vị biết là hàng Nhật, người Nhật người ta dùng rất là đẹp, rất là bền. Nhiều khi đi bán người ta còn nguyên cái hộp luôn, như cái quạt kia em mua thì nguyên cái hộp luôn, mà trong còn cái quạt gần như là mới luôn. Cái quạt kia thì nguyên hộp về bán về Việt Nam nó là 1 triệu, để em quý vị xem luôn. Người đây quý vị nhé, cái quạt bằng sắt tam giác này đó, của Koizumi Mitsubishi này, Koizumi à, Sangyo, Sangyo không phải là Mitsubishi, là Mỹ Japan luôn. Đấy, hay Hikari Fan, sau này thì có Koizumi Sangyo co.ltd này, hàng thì còn rất là long lanh. Cái này em chưa lau một miếng nào luôn, thật luôn, thề luôn, chưa lau một miếng nào, tại vì em bán có khách chuyên mua quạt nên em cũng không có chú ý lắm cái chuyện lau, mà khách người ta về người ta bán nên là người ta về người ta làm lại hết. Cái này em cũng không là có động đến một tí nào, về người ta mua về người ta làm hết, lau sạch rồi người ta ra được hết. Quý vị cần quạt sắt thì cứ liên hệ với em, bạn nào em cũng gửi về cho người ta tầm 3 4 cái, một cái tầm tiền triệu, mà công nhân người ta ra về Việt Nam bán nó giỏi thật, đẳng cấp, bán quạt giỏi. Mà thứ hai là các dân chơi Việt Nam chơi quạt cũng khét thẳng thế. Đây, vào các cái bộ sen voi nha quý vị nha. Inat này, ở đây thì em có 2 bộ Inat và 3 bộ Toto là sen voi tắm. 2 bộ Inat và 2 bộ Toto là sen voi tắm. Còn 1 bộ Toto này thì không có voi tắm mà là nó làm cái voi rửa bát, rửa tay chân bình thường á. Đây, rửa bát này. Tất nhiên nó cũng chiều 2 chiều nóng lạnh, nó cũng không chế nhiệt là 40 độ hết, đến mức 40 độ. Cái này thì vẫn rất là đẹp. Cái Inat này thì nó hơi xước một chút. Đây, quý vị thấy được cái vết xước một tí, xước trầy này thì cũng không 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 có ảnh hưởng gì lắm. Đấy. Không chữa nhiệt 40 độ này, 2 chiều nóng lạnh này. Van nước ra, vào đan ra và van nước rửa này, van ra vài tắm này, mắt sen to này. Đấy, cái này đẹp. Giá của cái 2 bộ Inat và Toto thì nó là tương đương nhau, Toto thậm chí đắt hơn Inat. Đấy thì 1,7 triệu và 1,8 triệu một bộ, còn cái này không có sen thì nó là 1,2 triệu một bộ. Hàng tất cả là long lanh như mới, không phải như mới mà là như lướt, là Việt Nam hay gọi là lướt. Đây một cái nữa, Inat đây này, quý vị thấy không, chữ Inat không? Inat thì là vào Toto thì đẳng cấp rồi, Việt Nam cũng là nó là thương hiệu toàn cầu rồi, Nam cũng rất là tin dùng. Con này thì nó còn đẹp hơn cái con lúc vừa đây, không có trầy, cũng là tất nhiên là cũng khống chế 40 độ như nhau hết, không có trầy nhiều như con vừa đây, còn có tí tí đây. Cái này thì có một vết lõm đây, tất nhiên là không ảnh hưởng gì đến hoạt động rồi. Thì lại ở bãi ra thì nhiều lúc mình chấp nhận vòng bãi thì đối với những cái con hàng mà gọi là mới lướt, gọi là lướt thực sự nha quý vị nhá, thì nó rơi vào tầm, đối với Toto Inat này thì nó rơi vào tầm khoảng tầm 2 triệu 8 gì đó. Đấy thì vẫn còn hộp 2 triệu 8. Còn mà cái hàng mà mới thì nó rẻ rẻ, nó là tầm trên 3 triệu rưỡi, nên là hàng phổ thông nhất của cái Toto Inat đấy. Còn cái Toto Inat này thì cái dòng này cũng là dòng khá là ok rồi, dòng khá là cao. 1548 khá là ok, khá là cao. Con này thì cũng 1548, nó có thể trường hợp nước đến đến tận 50 60 độ luôn. Bình thường nó khống chế 40 độ. Mình có thể là vặn quá thì nó sẽ trong trường hợp có thể cao lên tận 50 60. Đó thì cái này thì người ta phòng đây, phòng trống ở đây để người ta có cái nút đây. Đó, đây nó dừng này. Mình thích cao hơn nên mình nhỏ lên, bấm nút để vặn lên lên 560 độ luôn. Nhưng mà như thế thì lúc tắm thì không cần thiết, tắm thì 40 độ 41 độ là dữ lắm rồi. Đây đây một cái Toto này. Tôi cũng loại sắt từ đầu đến đuôi luôn. Và cái núm này nó cũng thăn luôn. Con này là trong 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 luôn. Và nó cũng có một vết chai nào luôn. Đây là cái vết này là vết tay ấn vào này, nó có vết đặc biệt. Tay quệt vào nó có vết, tí nữa nó khô đi là thôi. Vòi nước này cao áp này, cái chuyện vòi nhỏ và cái mắt sen là to, thì cái này nó có tác dụng sao là cái tiết diện của cái vòi nhỏ thì áp lực nó sẽ cao, khi nó ra đến mắt sen thì nó sen này nó sẽ nước nó ra thì nó sẽ
mạnh, và cái này nó có nhiều cái nấc này, nấc của cái vặn này. Cái riêng cái vòi này á, cái loại mà đầu sen này nó bình thường nó bán cái đầu này không thì đã 650.000 nha quý vị nha, ở bên này nha, hàng mới tinh quý vị, mua khi nào cũng có. Đầu mà có cái loại vặn như này này em cũng bán nhiều, quý vị biết trên cái group Facebook của em á, cái Phú á, chị em có đang hay thích chọn đang bán Zalo cũng có đó, thì nó 650.000 một cái hàng mới, đó là đã có sale nhá, sale tầm 30-23%, còn không thì tầm 900.000 một cái bát sen hàng, các hàng bên này mà có nhiều đất vặn như này. Cái này ô tô này 1,8 triệu bộ nha quý vị nhá, cái này thế này tô đô 1,8 triệu bộ cũng rất là long lanh, tất nhiên là không chế nhiệt hết, tất nhiên hàng bên này không chế nhiệt, không bên này tất cả các hàng thì đều là không chế nhiệt 40 đây này hết. Vậy là quý vị thấy sắt 100% luôn, con này thì là tuyệt vời luôn, long lanh luôn. Cái này thì cái vòi thì nó có cái nút đấy, bấm này, bấm này. Đó. Nước thì để điều chỉnh ra, nước ra ít ra nhiều đó, cũng khống chế nhiệt hết. Một cái này sao nó hơi bị chặt tí này em sẽ lau lại sạch, cái này thấy nó kiểu nó ghét nó dính đây, thành ra là nó hơi, cái nút này hơi chặt tí, không vấn đề gì lắm. Còn đây thì tôi tất cả lại ở đây nữa, đây là có hai cái van nước của Toto, cái này thì hàng mới, bên này quý vị biết bao tiền, nó bán 5-6 trăm nghìn một cái luôn, đắt kinh khủng. Ở Việt Nam thì em không biết, chắc 5-70 thì chắc có. Mà cái này là Toto chính hãng nha quý vị nha, Toto chính hãng này, mà hàng mới là 5-600 nghìn một cái củ xét như thế này, đắt đắt kinh hoàng. Trước có cái anh kia nhờ em mua mà đắt quá, bảo anh thôi anh đừng có mua, đắt vầy. Từ đây em đi trên bãi này, em lấy cái hàng có sử dụng còn đẹp, cái này chưa đánh, em chưa đánh một miếng nào luôn, về cho chủ ở bên Hà Nội, chủ mua hai cái và một cái sen. Sen này thì chất lượng vòi sắt trong có cao su bọc, và bên ngoài có thêm một cái lớp cao su nữa, nút bấm này, nước ra ít ra nhiều không ra này, đây chú thích loại này có bấm nút thì có luôn. Bên này thì cái gì cũng có, ở miệng là có khách có nhu cầu rồi, nên em sẽ đi đến bãi thì em sẽ có hết tập kết đấy, đến đưa tiền là có hàng. Giờ anh em cứ bảo đi, em cứ hay đùa đi nhặt rác, rác anh em bảo nhặt rác kiếm tiền em muốn đi. Thật quý vị là nói đùa thôi, chứ nhặt rác nhặt xong trả tiền cho người ta, chứ bọn các cái bãi đang đi mua anh em đi phá dỡ về xong nó bán đi về Trung Quốc ấy, Trung Quốc có các cái bãi đầu là Trung Quốc đầu nổi hết. Bây giờ có một số bãi Việt Nam mới nổi lên, nhưng mà trong ít là phải tầm chục năm nữa thì mới đạt được cái như là Trung Quốc nó làm từ xưa nay rồi, nó làm đưa về Trung Quốc nó bán. Bây giờ Trung Quốc nó cường thịnh rồi thì nó sẽ không đưa bán cũ về lắm ở các thành phố, nhưng các cái vùng nông thôn Trung Quốc vẫn chưa được phát triển thì nó vẫn đưa chưa đều đồng đều phát triển về mặt bằng chung thì nó đưa về nó bán nhiều, ưu tiên cho đất nước nhiều. Kinh thật, Việt Nam mình dần dần cũng sẽ có cái bãi to như thế, tuy nhiên hiện tại bây giờ thì vẫn chưa đạt được cái đẳng cấp như thế. Tất nhiên là có tiền, người có tiền thì người ta cũng mua hàng bưởi, người ta dùng sướng. Bên này về thì em cũng cái nhu cầu khách hàng của cái bên kênh của em đây thì cũng có nhiều anh chị mua hàng bưởi nhiều lắm, chứ không phải là không có, nhưng mà cũng bên cạnh đấy cũng có rất nhiều anh chị mua hàng cũ, vì nhu cầu sử dụng của nhiều người là khác nhau, và cái mức kinh phí của mỗi người là khác nhau. Như cá nhân của em thì em cũng sẽ dùng cái hàng cũ vì em không có bạc cho nó nhanh là như thế, còn cậu bạc kia mua một bữa dùng cho nó sướng. Đấy thì hôm nay có mấy món đồ như vậy em xin giới thiệu cho quý vị anh chị cô chú xem và tham khảo. Nếu anh chị cô chú có nhu cầu mua sản phẩm các cái vòi sen rồi thiết bị nhà tắm nhà vệ sinh ở bên Nhật này về thì em cũng sẽ cung cấp đầy đủ cho anh chị cô chú hết, từ mới cũ rồi nát để xuất nguyên có hết. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị cô chú trong video lần sau.